Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị, các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao nên thời tiết tiếp tục duy trì kiểu thời tiết chủ đạo là hanh khô, độ ẩm giảm thấp về buổi trưa và chiều. Ban ngày trời nắng, đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Còn các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng rìa Tây Nam khối không khí lạnh ổn định sau suy yếu chậm và dịch ra phía Đông, đồng thời nhiễu động trong đới gió Đông trên cao cũng hoạt động yếu hơn nên mưa có xu hướng giảm. Toàn khu vực chỉ còn dạng mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to ở khu vực phía Bắc. Khu vực phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh hưởng rìa phía Bắc, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 đến 10 độ vĩ Bắc, có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc nên mưa rào và dông rải rác xảy ra chủ yếu về chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Ngay sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét, nhiệt độ dao động 19 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ. Một số nơi ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mây thay đổi đến nhiều mây, phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Riêng Hà Tĩnh, đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động 23 đến 32 độ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, rải rác mưa vừa và dông. Riêng Quảng Ngãi có nơi mưa to, ngày có nắng nhẹ. Phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động 22 đến 32 độ, riêng thành phố Đà Lạt 16 đến 25 độ. Nam Bộ có mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động 25 đến 33 độ. Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh đang có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm, do vậy hôm nay, khu vực Hà Tĩnh vẫn còn mưa rải rác về đêm và sáng sớm, trưa chiều có nắng nhẹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Khu vực Đồng Bằng, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động 23 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 83 đến 90%. Khu vực miền núi phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ dao động 23 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 90%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động 23 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 83 đến 87%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, đêm và sáng nhiều mây có mưa, chiều giảm mây nắng yếu, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động 23 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 90%. Vùng biển Hà Tĩnh, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa, nóng lạnh đan xen. Những người có hệ miễn dịch yếu rất dễ bị nhiễm bệnh. Để tăng sức đề kháng, mọi người nên ăn đa dạng các loại thực phẩm và tăng cường các loại thức ăn giàu protein, chất đạm, omega 3, các loại thực phẩm giàu vitamin và vi chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, selen. Bạn cũng chú ý ăn nhiều rau củ quả và các loại hạt, hạn chế các loại thực phẩm đóng hộp chế biến sẵn, ăn lượng dầu mỡ vừa phải, giảm lượng đường và muối. Chú ý uống đủ nước và đúng cách. Ngoài ra, cần lưu ý bảo đảm các quy tắc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tới đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.